Xin kính chào quý vị và các bạn. Như các bạn đã vừa nghe người dẫn chương trình cũng như là bác sĩ Ngô Liên Lâm giới thiệu sơ bộ những cái thông tin về cái bệnh ung thư biểu mô tế bào gan và các cái hướng điều trị hiện tại cũng như là xu thế trong tương lai, thì chúng ta thấy rằng là ung thư biểu mô tế bào gan là một trong số những cái loại ung thư mới mắc cũng như là gây tử vong hàng đầu của Việt Nam cũng như ở trên thế giới. Thế thì các cái nguyên nhân gây ung thư biểu mô tế bào gan thì rất là nhiều, trong đó thì ở nước ta chủ yếu là do viêm liên quan đến viêm gan B. Một số các nguyên nhân khác như là trên bệnh nhân có những tiền sử về xơ gan hay những cái rối loạn chuyển hóa ở trong gan. Thì về chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan thì hiện tại theo Bộ Y tế Việt Nam cũng như là theo hướng dẫn của Barcelona năm 2022 thì ung thư biểu mô tế bào gan chẩn đoán thì có vai trò rất quan trọng của cái việc sinh thiết cũng như là của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh. Và về cái việc điều trị thì ung thư biểu mô tế bào gan là một cái điều trị đa mô thức, phụ thuộc vào cái giai đoạn bệnh, vào cái toàn trạng của bệnh nhân tại cái thời điểm chẩn đoán, vào các cái chức năng gan. Và có rất là nhiều các biện pháp điều trị thì mình sẽ chia ra làm ba cái nhóm chính, nhất là những cái nhóm phương pháp điều trị có thể giúp cho bệnh nhân có thể khỏi được bệnh, như là biện pháp ghép gan, biện pháp mổ cắt bỏ phần gan có chứa khối u, biện pháp phá hủy khối u tại chỗ, hoặc là biện pháp nút mạch triệt căn. Các biện pháp điều trị thứ hai là biện pháp điều trị bổ trợ, thì gồm có điều trị đích, điều trị miễn dịch và điều trị nút mạch, và cuối cùng là nhóm bệnh nhân các biện pháp điều trị cho những cái bệnh nhân ở giai đoạn cuối. Thế thì như chúng ta thấy là cái việc phẫu thuật điều trị ung thư gan thì đa số là mình sẽ áp dụng cho những cái bệnh nhân mà ở giai đoạn khối u còn khu trú ở trong gan và chưa có cái di căn ra bên ngoài, hoặc là những cái xâm lấn mà chúng ta không thể cắt bỏ được. Thế về chỉ định để điều trị cái ung thư gan thì sẽ phụ thuộc vào một số các cái yếu tố, thứ nhất là cái toàn trạng của bệnh nhân và cái bệnh lý bệnh nhân có kèm theo bệnh ung thư gan có được kiểm soát một cách tốt hay không. Cái thứ hai là căn cứ vào cái chức năng gan của bệnh nhân. Cái thứ ba là bệnh nhân, các cái khối u gan của bệnh nhân số lượng như thế nào và có thể cắt bỏ được hay không. Cái yếu tố cuối cùng mà mình sẽ cần cân nhắc tới là bệnh nhân đã có di căn gan hay chưa. Thế về việc xác định bệnh nhân có di căn xa hay không thì mình dựa vào các biện pháp chẩn đoán hình ảnh bệnh nhân, thì xem có di căn phổi, di căn xương, di căn não hay di căn hạch ở những cái vùng mà chúng ta có thể hay là không thể cắt bỏ được bằng phẫu thuật. Cái thứ hai là với những bệnh nhân mà có cái chỉ số toàn trạng thường là từ 0 đến 2 thì có thể là cho phép tiến hành một cái cuộc phẫu thuật được diễn ra, có thể diễn ra theo cái phương án là cắt gan nhỏ hoặc là cắt gan lớn, tức là cắt từ 3 hạ phân thủy trở lên. Các bệnh lý kèm theo mà chúng ta cần quan tâm, thứ nhất là những cái bệnh lý về tim mạch, về hô hấp, các bệnh lý về nội tiết như là tiểu đường, các cái rối loạn đông máu có được kiểm soát một cách trọn vẹn hay không. Cái yếu tố thứ ba mà chúng ta cần quan tâm đấy là những cái chức năng gan của bệnh nhân có tốt hay không, thì thông thường là sẽ đánh giá bằng cái thang điểm Chaput. Thông thường là chúng ta sẽ tiến hành cắt mổ cắt gan với những bệnh nhân ở Chaput A hoặc là Chaput B 7 điểm, hoặc đánh giá cái chức năng gan dựa vào xét nghiệm ICG cái phút thứ 15. Cái tiếp theo là chúng ta sẽ xác định phần gan cái có khối u dự kiến có thể cắt bỏ được, dựa vào việc là đánh giá xem là khi mà chúng ta tiến hành phẫu thuật có cắt bỏ được triệt căn khối u hay không, tức là diện cắt R0, hoặc là cái phần gan còn lại có đủ thể tích cũng như chức năng để đảm bảo được cái chức năng của gan nó tốt sau khi phẫu thuật hay không, để hạn chế cái tối đa cái việc mà suy gan sau mổ. Thì dựa vào các cái xét nghiệm của về cái albumin, bilirubin, cái toàn trạng cũng như là các cái dịch ổ bụng và cái việc điều trị cái dịch ổ bụng tự do có hiệu quả hay không, thì chúng ta xác định được dựa vào cái thang điểm Chaput. Như tôi trình bày ở trên thì chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật cắt gan khi mà Chaput của bệnh nhân ở Chaput A tức là 5 điểm hoặc 6 điểm, hoặc là có thể cắt gan nhỏ ở những bệnh nhân có thể Chaput B là 7 điểm.
Về cái thứ hai, xác định xác cái cách thứ hai mà để xác định cái chức năng gan là đo cái ICG ở phút thứ 15. Thì với ICG là một cái chất mà khi mà tiêm vào trong máu thì được thải không chuyển hóa mà được thải qua đường mật, và người ta đo cái thể tích đo cái nồng độ của ICG ở phút thứ 15. Thì nếu như mà cái nồng độ mà nhỏ hơn 15% so với thời điểm ban đầu tiêm thì là cho phép được cái cuộc phẫu thuật cắt gan lớn có thể diễn ra. Còn với những cái ICG R15 mà lớn hơn 40%, đó là một cái chống chỉ định của việc phẫu thuật, và với ICG từ 15 đến 40% thì nên tiến hành cái phẫu thuật cắt gan nhỏ, là cắt dưới 3 hạ phần thủy. Về cái việc cái cách thứ hai để đo cái xác định mà mình có thể cắt được gan hay không, tức là mình đo thể tích gan dựa vào các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt là cái phim cộng hưởng từ và phim chụp cắt lớp vi tính, thì chúng ta có thể đo cái chính xác, gần tương đối chính xác cái thể tích cũng như ước lượng được cái trọng lượng gan của từng hạ phân thủy. Và cái cuộc phẫu thuật được diễn ra thì cho phép được diễn ra khi mà chức năng gan tốt và cái thể tích cái phần gan còn lại thì tốt nhất là trên 0,8% trọng lượng cơ thể hoặc trên 30% cái trọng lượng gan toàn bộ. Thế thì vậy là khi nào mà chúng ta tiến hành phẫu thuật, nếu như mà cái việc mà cái thể tích gan nó không đủ thì chúng ta sẽ có những cái cách mà để làm tăng cái thể tích gan. Tăng cái thể tích gan sau khi mà chúng ta xác định rằng là bệnh nhân này có chỉ định phẫu thuật nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì nó chưa đủ. Thì cái việc tăng thể tích gan thì nó có thể dựa vào các cái biện pháp. Về nhất về không phẫu thuật thì gồm có các biện pháp chẩn đoán hình ảnh như là làm nút tĩnh mạch cửa đơn thuần, nút tĩnh mạch cửa cộng với cả nút hóa chất động mạch gan, nút mạch tượng tĩnh mạch cửa kết hợp với cả nút tĩnh mạch gan, hoặc là các cái biện pháp mà kết hợp giữa cái điều trị phẫu thuật và cái điều trị không phẫu thuật, như là kết hợp giữa cái cắt gan hai giai đoạn kết hợp với cả cái nút tĩnh mạch cửa bằng các biện pháp chẩn đoán hình ảnh. Cái biện pháp phẫu thuật là thứ hai là kết hợp phân vùng gan với cả thắt tĩnh mạch cửa. Thì trên hình vẽ là cái hình mô tả cái biện pháp là cắt gan hai giai đoạn, tức là lần phẫu thuật đầu tiên là chúng ta sẽ mở bụng để thăm dò các cái số lượng vị trí của khối u gan, và mình sẽ tìm được cái vị trí mà cái phần gan mà mình định giữ lại, và mình sẽ lấy bỏ hết toàn bộ các khối u vùng đó. Sau đó mình có thể là kết hợp giữa với thắt tĩnh mạch cửa luôn, hoặc là mình sẽ đóng bụng lại và kết hợp các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Sau khi bệnh nhân hậu phẫu ổn định thì sẽ nút tĩnh mạch cửa dưới các chẩn đoán hình ảnh. Sau khi bệnh nhân được phẫu thuật lần 1 thì bệnh nhân sẽ được chụp kiểm tra sau 34 đến 37 ngày. Và nếu như mà thể tích gan nó phì đại mà cho phép cuộc phẫu thuật diễn ra thì mình sẽ tiến hành mổ lần 2, tức là cắt bỏ cái phần gan có chứa khối u đi. Cái biện pháp thứ hai là cái biện pháp kết hợp với cái biện pháp là sử dụng phẫu thuật hai thì, tức là cái kết hợp giữa việc phân vùng gan với cả việc thắt tĩnh mạch cửa. Cái được lần đầu tiên được công bố vào năm 2007. Tức là trong cái thì phẫu thuật lần đầu tiên thì bệnh nhân sẽ được mổ cắt chia đôi nửa bên phải, nửa bên trái, hoặc là thùy bên phải với thùy trái. Trong lần phẫu thuật này thì ngoài cái việc mà cắt chia đôi phần gan bên phải bên trái hoặc thùy phải thùy trái ra, thì các phẫu thuật viên sẽ phẫu tích bộc lộ cái nhánh tĩnh mạch cửa bên phải và đồng thời thắt cái tĩnh mạch cửa. Sau khoảng 2 tuần thì các bác sĩ sẽ tiến hành cho chụp cắt lớp vi tính và đo cái thể tích gan phần gan còn lại. Thì thông thường theo những cái nghiên cứu mà được công bố thì cái thể tích gan còn lại tăng một cách rất là ngoạn mục, có thể lên 61-9, trung bình là 61-93% trong vòng 14 ngày. Và nếu như cái thể tích gan mà nó đủ đảm bảo cho cái việc phẫu thuật diễn ra, hạn chế được cái nguy cơ suy gan sau mổ, thì sẽ tiến hành phẫu thuật lần 2, tức là mình sẽ cắt bỏ cái phần cuống gan mà bên phải hoặc là bên trái hai phần có chứa khối u, kết hợp với cả cắt cái tĩnh mạch gan và đưa khối u ra ngoài. Trên hình là cái minh họa cho cái phẫu thuật ANPR, tức là cái kết hợp phân vùng gan với cả cái thắt tĩnh mạch cửa.
cái hình mà bên tay trái thì tức là bệnh nhân này được cắt bỏ cái phần gan bên chia phần gan bên phải và phần gan bên trái, là bệnh nhân này có cái khối u gan bên phải và đo thể tích gan bên trái mà không đủ, và có đã được thắt cái tĩnh mạch cửa bên phải và mình chưa khối u gan và sau đó cắt nhu mô gan. Biện pháp thứ hai là biện pháp cắt gan theo phương pháp Tôn Thất Tùng, là cắt gan nhu mô gan trước, bộc lộ các cái cuống glisome, sau đó thắt các cuống glisome và thắt các tĩnh mạch gan. Phương pháp thứ ba là phương pháp là của Henry Bismuth, là phẫu tích các cuống gan, sau đó dùng các cái dụng cụ để cặp động mạch gan và tĩnh mạch cửa để xác định các cái thành phần, các cái phần gan thiếu máu là cái phần gan mà chứa khối u, sau đó thì sẽ cắt nhu mô gan. Và cuối cùng là cái biện pháp hiện tại là rất hay sử dụng trong cái phương pháp cắt gan theo giải phẫu là phương pháp Takasaki, tức là kiểm soát cái cuống gan ngoài nhu mô gan, ngoài ba gan và ngoài nhu mô gan. Thì ngoài cái biện pháp này thì là biện pháp là tương đối an toàn và dựa vào nguyên lý là các cái bất thường về mặt giải phẫu ở phần cuống gan thì rất là ít và cho cái phép của cái việc xác định cái phần gan mà có chứa khối u cũng như là cái việc kiểm soát các thành phần cuống gan một cách nhanh chóng, hiệu quả và an toàn. Trên hình ảnh là cái phương là cái mô tả cái biện pháp kiểm soát cuống gan Takasaki, nhất là cái hình ảnh ở bên tay trái là biện pháp dùng cái kiểm soát cái cuống gan phải. Sau khi mà kiểm soát cuống gan phải, ta sẽ cái ranh giới thiếu máu giữa gan bên phải và gan bên trái, và chúng tôi đánh dấu bằng dao điện ranh giới giữa gan bên phải là có phần gan mà màu nó sẫm hơn và phần gan bên trái là phần gan mình giữ lại nó hồng hào hơn, và mình sẽ chia cái nhu mô gan theo cái ranh giới mà mình đã đánh dấu. Về các cái vấn đề mà cái chỉ định phẫu thuật trong cái bệnh nhân, có những bệnh nhân có huyết khối tĩnh mạch cửa trong HTC, thì chúng ta thấy rằng là trong 30-50% các bệnh nhân bị phẫu thuật có sau HTC thì có cái huyết kèm theo huyết khối tĩnh mạch cửa, và thường từ V1 tức là từ nhánh của hạ phân thùy đến nhánh V4 tức là nhánh thân trung tĩnh mạch cửa, và trong số đó thì có thể có từ 15-30% đã lan đến cái thân trung tĩnh mạch cửa. Và thực tế thì khi khám nghiệm thử thi thì cái phần có huyết khối thậm chí nó còn cao hơn. Tuy nhiên các cái yếu tố về hiện tại thì về chỉ định cắt gan trong cái huyết khối tĩnh mạch cửa thì V1, V2 thì không phải là bằng chứng chỉ định. Còn trong trường hợp mà ung thư biểu mô tế bào gan nó lan đến cái nhánh V3 tức là nhánh đến tĩnh mạch cửa bên phải hoặc là bên trái hoặc là V4 thì thân trung, nếu như chúng ta có thể cắt bỏ được phần gan có chứa khối u kèm theo lấy tĩnh mạch cửa một cách trọn vẹn thì vẫn có thể là tiến hành được mà không phải là một cái chống chỉ định tuyệt đối. Thì về các cái biện pháp cắt gan mà ở các cái giai đoạn tiến triển, ví dụ như là cái khối u tiến triển tại chỗ, khối u có xâm lấn và những cái cơ quan lân cận như là xâm lấn vào cơ hoành, xâm lấn vào dạ dày, xâm lấn vào đại tràng, xâm lấn vào bao thận hoặc là tuyến thượng thận, hoặc là khi mà chúng ta thăm dò chúng ta thấy rằng là bệnh nhân có những cái hạch mà nghi ngờ di căn ung thư, thì nếu như chúng ta có thể cắt bỏ được một cách rộng rãi các cái cơ quan xâm lấn như là cơ hoành, dạ dày, đại tràng thì cũng không phải là một các cái chống chỉ định của cái biện pháp phẫu thuật. Thì hiện tại thì ngoài cái việc mà phẫu thuật mổ mở kinh điển thì các cái biện pháp phẫu thuật dựa vào nội soi hoặc nội soi hỗ trợ hoặc là kết hợp giữa cái việc phẫu thuật cũng như là các biện pháp chẩn đoán hình ảnh với những cái khối u mà có cả bên phải hoặc bên trái kết hợp với giữa cắt gan và cả đốt u gan thì cũng được diễn ra cũng một cách cũng khá là thường quy. Thế tóm lại cái bài trình bày của tôi là phẫu thuật là một trong những cái biện pháp điều trị là căn bản cũng như là quan trọng nhất, đem lại những cái hy vọng là điều trị cũng như là kiểm soát được cái sự phát triển, cái tiến triển của cái ung thư biểu mô tế bào gan. Và cái việc chỉ định phẫu thuật thì cần phải xem xét dựa trên nhiều yếu tố như là cái giai đoạn bệnh, toàn trạng của bệnh nhân, các bệnh lý kèm theo, phần thể tích gan còn lại, và nếu tại cái thời điểm mà bệnh nhân được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan mà không có những cái yếu tố mà không thuận lợi cho việc phẫu thuật như là thể tích gan nhỏ hoặc chức năng gan không tốt hoặc là những cái bệnh lý kèm theo mà không tốt, thì chúng ta nên
có cố gắng là hội chẩn đa chuyên ngành để tìm ra được những cái hướng để điều trị làm sao mà tăng được khả năng phẫu thuật cho bệnh nhân. Xin cảm ơn.